quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Nam Bộ vẫn là nơi có mưa nhiều nhất trên cả nước. Dự báo một số nơi ven biển miền Tây có thể mưa sớm từ trưa mai đến chiều và tối mai sẽ lan ra diện rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Mưa sẽ tập trung nhiều ở khu vực miền Tây, đi kèm là nguy cơ về lốc sét, gió giật mạnh. Quý vị cần hết sức lưu ý. Nếu đi ngoài đường mà gặp mưa dông, quý vị nên nhanh chóng tìm những nơi kiên cố như cửa hàng hay chung cư gần đó để trú tạm. Tuyệt đối không trú dưới tán cây lớn, bên những dãy hàng rào hoặc nơi che chắn bằng tôn, bởi sức gió mạnh có thể quật gãy cây xanh hay cuốn những mảnh vỡ văng xuống người đi đường, gây chấn thương, thậm chí nguy cơ tử vong. Quý vị cũng nên tránh xa những cột đèn, cột điện, dây điện, tránh trường hợp dông gió mạnh làm đứt dây gây nguy hiểm và tránh xa những nơi có nhiều đồ kim loại bởi sét có thể đánh lan truyền. Xin được trở lại với những thông tin thời tiết cho khu vực miền Đông. Miền Đông mưa muộn hơn nên trưa mai trời khá nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Đồng Phú, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh là 33-34 độ. Còn ở thành phố Cần Thơ và các nơi khác của miền Tây là 31-33 độ. Xin được chuyển sang các thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trên biển huyện đảo Hoàng Sa không mưa, ngày mai trời nắng, gió nhẹ. Còn tại huyện đảo Trường Sa, mưa dông rải rác, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như Nguyễn, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.